Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm nay Tiền sẽ mang tới cho tất cả các anh chị và các bạn một chiếc xe 5 chỗ gầm cao, nhiều option, giá mềm mềm khoảng hơn 650 triệu một tí xíu nha. Thì bên cạnh Toàn đây là Mazda CX-5 các anh chị, phiên bản 2.0 số tự động đời 2017 nè. Xe này một chủ sử dụng từ đầu tới nay mới đi có 39.000 km thôi. Đời 2017 mà đi 39.000 là phải nói đi cực kỳ ít các anh chị ha. Thì xe này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 676 triệu các anh chị nha. CX-5 thì hiện tại Tiền còn thêm hai xe nữa, một chiếc bản 2.0 đời 2019 màu đen nè, xe đó đi 19.000, giá là 799 triệu các anh chị nha. Có thêm một chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.5 đời 2018 màu trắng, giá của xe đó là 789 triệu nữa các anh chị ha. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới hai chiếc xe kia thì liên hệ Tiền, Tiền gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video chi tiết cho các anh chị nha mình xem nha. Rồi bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đỏ các anh chị, mang biển số 61 là Bình Dương nha. Bên Tiền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nè. Xe này thì mới vừa về, chưa vệ sinh gì hết, nó còn hơi bụi, hơi dơ. Nhưng dòng này rất hot, đặc biệt là cái màu đỏ này nữa, nên khi xe về là Tiền tranh thủ Tiền lên video cho các anh chị nhà mình xem luôn nha. Quan trọng là chất xe, quan trọng là động cơ, máy móc. Còn cái phần vệ sinh thì rất là đơn giản các anh chị ha. Tí xíu nữa Tiền sẽ cho đi vệ sinh ngay đây. Rồi, biển số là 03970 các anh chị ha. Xe này ở đời 2017, nếu mà nói đi 39.000 km thì chắc cũng có nhiều anh chị nghĩ là xe này sẽ bị tua đồng hồ đúng không ạ? Nhưng các anh chị cứ đến đây xem xe trực tiếp nè. Mình xem phần ngoại thất, xem phần nội thất, nhìn tất cả những chi tiết trên xe rồi mình đánh giá xe có tua đồng hồ hay là không nha. Rồi đi cận hơn phần nước sơn giúp Tiền nè. Nắp carbon không trầy xước, chỉ có hơi bụi tí xíu thôi các anh chị nha. Những cái mối nối cản phải nó rất là khít luôn á, liền lạc đồng màu từ trước ra sau nha. Đèn bi led các anh chị ha. Ở đây thì Tiền thấy có một cái vết xước như thế này các anh chị ha. Đấy, nếu mà các anh chị nào muốn làm lại thì bên Tiền sẽ hỗ trợ dặm lại cho các anh chị cho đẹp nha. Rồi lớp độ ga gió còn cực kỳ sâu các anh chị nha, rất là sâu luôn. Mâm là không có bị trầy xước gì hết, mâm này mâm lớn các anh chị, R19 nha. Đăng kiểm và đường bộ thì đăng kiểm thì còn tới 2024, đường bộ thì tháng 10 2023, vô tư xài các anh chị nha. Ở đây thì có dán phim cho mình rồi nè, chén cửa bể bước các anh chị ha. Tay nắm cửa thì có nút mở cửa một chạm nữa nè. Rồi nhìn sơ giúp Tiền một vòng keo chỉ cửa nha, keo chỉ cửa là nguyên zin nha. Tất cả xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nè, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Ốc chân cửa phía trước nguyên zin. Anh chủ có trang bị cho mình nẹp bước chân ra vào nữa nè. Đấy, rất là kỹ nha. Ốc chân cửa phía sau là nguyên zin tem mát từ nhà máy vẫn còn các anh chị. Xe mà có đâm đụng, có làm lại thì mấy cái tem mát nó sẽ không còn nữa các anh chị ha. Tất cả xe bên Tuyền khi mà bán ra thì có bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị ha. Phần bên hông xe thì cũng không có bị trầy xước hay là mấp méo gì hết. Mica đèn cũng còn rất là đẹp các anh chị, rất là sáng nha. Rồi phía sau thì có một cái cam lùi, tuy nhiên thì chưa có cảm biến lùi các anh chị nha. Nhìn sơ phần gầm giúp Tiền luôn các anh chị. Đấy, gầm bệ sáng đẹp không vấn đề gì hết các anh chị nha. Gầm cao mà. Rồi Tiền mở cốp cho các anh chị nhà mình xem. Cốp thì có T-Ben trợ lực ha. Dòng này thì cốp khá là rộng rãi các anh chị, những phần nhựa bên trong hầu như là không trầy xước ha. Đấy, chứng tỏ là xe này mình đi ít thật các anh chị ha. Đấy. Ở đây thì Tiền thấy có một cái áo trùm xe các chị của anh chủ trước nha mình để lại nè. Cái này là đồ nghề các anh chị ha. Đấy, mấy cái linh ta linh tinh của anh chủ trước nha mình để lại, bình chữa cháy này kia. Rồi lớp dự phòng còn mới 100%, chưa sử dụng tới. Những cái đồ nghề thì được đặt trên tấm mút như thế này, rất là gọn gàng các anh chị ha. Ở đây những phần nhựa lấy đồ ra vô nè, phần này là dễ bị trầy xước nhất, nhưng ở đây là không có một vết trầy xước nào hết các anh chị ha. Rồi nhìn sơ giúp Tiền một vòng ốc cốp cũng như là keo chỉ cốp các anh chị nha. Đấy, nguyên zin các anh chị. Bên Tiền thì nó không với xe lỗi cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Thật sự thì kiểm tra đây là kiểm tra cho các anh chị nhà mình xem vậy thôi, chứ xe bên Tuyền thì đã được mấy anh kiểm tra rất là kỹ rồi thì mới mang xe về phục vụ cho các anh chị ha.
Rồi, mình tiến về phía trước, mình kiểm tra phần nội thất nè các anh chị. Xe thì ghế da nguyên zin tông màu đen, chất da còn rất căng, rất là đẹp các anh chị nha. Sàn thì sàn simili, có những cái tấm lót sàn phía trên. Trần thì trần nguyên bản, có cửa sổ trời các anh chị. Rồi, thì sẽ tiến về khoang lái nha các anh chị ơi. Rồi, xe mình thì ghế lái chỉnh điện các anh chị nha. Ghế lái chỉnh điện. Đây, chìa khóa nè các anh chị. Chìa khóa của Z5 ha. Bé bé xinh xinh. Thì sẽ đời máy nha. Rồi, ở đây những cái nút bấm thì cũng còn rất là mới nè các anh chị ha. Có chế độ iStop. Rồi, trước tiên thì nhìn dùm tiền phần vô lăng nha. Vô lăng bọc da, anh chủ bọc cho mình một cái bao da tay lái bên ngoài nữa. Những nút bấm thì không có bị mờ chữ hay là mất số gì hết ha. Những nút điều khiển âm lượng, rồi đàm thoại rảnh tay, ru control các anh chị ha. Rồi nhìn đồng hồ giúp tiền nè, 39.812 km các anh chị. Để tiền xem, bên này có một cái thẻ nhắc nhở bảo dưỡng nè. Hẹn mình 42.000 thì tới bảo dưỡng một lần nữa nè các anh chị ha. Xe này full lịch sử hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Rồi, táp lô thì không có bị trầy xước gì hết. Anh chủ có trải cho mình một cái tấm thảm táp lô phía trên như thế này nữa ha. Trên này thì có một cái camera hành trình của anh chủ nhà mình lắp thêm nè. Một cái màn hình các anh chị, màn hình này màn hình zin heo xe nha. Dưới đây dàn lạnh các anh chị ha. Dưới đây dàn lạnh hai vùng nè các anh chị. Tần số cũng rất là đẹp nha. Có chế độ sport thể thao, phanh tay điện tử. Còn đây là cái nắm vặn điều khiển màn hình các anh chị. Trên này thì có cửa sổ trời nữa, tiện mở thử cửa sổ trời cho các anh chị nhà mình xem nha. Cửa sổ trời một chạm còn hoạt động rất là tốt các anh chị ha. Tiện đóng lại nha. Các anh chị nào mà ưng chiếc này thì phải nhanh tay liên hệ tiền để sở hữu ngay nha. Vì dự kiến xe này sẽ bay rất là nhanh đây. Tết tới nơi rồi các anh chị. Những chiếc xe mà chất chất như thế này, mà cái màu tươi tươi như thế này nữa thì được các anh chị nhà mình ưa chuộng rất là nhiều. Rồi, trước tiên thì nhìn dùm tiền phần ốc của nắp capo, keo chỉ capo các anh chị nha. Nguyên zin đấy. Rồi, nhìn sơ giúp tiền phần khung xương, phần ốc chân đèn các anh chị. Xe mới về chưa kịp vệ sinh nên khoang máy còn hơi dơ. Các anh chị nhà mình xem video thì thông cảm giúp tiền ha. Đây, ốc máy nè các anh chị. Đây, ốc máy. Ốc máy. Tiếng máy cực kỳ êm luôn, tem mát từ nhà máy vẫn còn nè các anh chị. Cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy nha. Khá là êm ái nha. Ok. Nếu mà các anh chị nào mình có người thân rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái nè. Còn nếu mà muốn chắc thì cứ mang ra hãng test là chắc nhất các anh chị nha. Rồi, tiên nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nha. Mazda CX-5 phiên bản 2.0 số tự động đời 2017 nè. Một chủ sử dụng từ đầu tới nay đi mới có 39.000 km thôi. Minh Tiền đang bán xe này với giá là 676 triệu các anh chị ha. Giá ở đây tiền báo thì sẽ bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nè. Nếu các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới ha. Hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Khi đi xem xe thì nhớ liên hệ tiền nha. Thì sẽ chỉ đường để các anh chị nhà mình đi cho dễ dàng hơn nè. Còn nếu như mà các anh chị nào mình ở tỉnh xa thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì xem qua video chi tiết xe của tiền ngày hôm nay đi, rồi chuyển khoản đặt cọc cho bên tiền tầm khoảng 20 triệu thôi thì sẽ vận chuyển cái xe này về tận nhà cho các anh chị nhà mình kiểm tra xe lại một lần nữa, đúng với những gì bên tiền làm cam kết, đúng với những gì bên tiền làm video thì khi đó các anh chị nhà mình mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại nha. Còn trường hợp xe về tận nơi đi test hãng có đâm đụng, có ngập nước, có đại tu động cơ và hộp số thì bên tiền sẽ cho xe về và hoàn trả lại cọc cho các anh chị 100%, nên là các anh chị không có mất mát gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm nha. 5 chỗ gầm cao thì hiện tại bên tiền còn rất nhiều xe cho các anh chị nhà mình lựa chọn luôn. Có EcoSport 2019 nè, Kona 2019 các anh chị ha. Rồi còn thêm hai chiếc Mazda CX-5 kia nữa. Rồi có cả Tucson nữa các anh chị. Rất nhiều xe đang chuẩn bị trên đường về sale tot nữa. Nên nếu như mà các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ
chỗ, 7 chỗ hay là bán tải để đi Tết á, thì nhớ liên hệ Tiên, Tiên sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể là ở lại bên kênh của Tiên, lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Rồi đừng quên cho Tiên xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới nha. Và nhớ là bấm vào đăng ký kênh của Tuyền đi, để khi có xe mới nhất bên Tuyền về, Tuyền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.